Dạ. Ngủ rồi. Đau. Chị ấy hình như có tỉnh rồi đó anh. Nhìn vừa tỉnh vừa mơ. Bác sĩ không cho tỉnh hẳn. Tỉnh mê mê vậy đó. Thưa mọi người, đây là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Võ Bảo Cúc ở Đồng Tháp. Là cái trường hợp mà như thông tin từ clip nãy em thông báo là bị ngưng tim lúc sinh và bây giờ phải đang vẫn còn đang chạy ECMO đúng không bác sĩ? Dạ đúng rồi. Dạ thì không biết là bệnh nhân tình hình khi mà vô nhập viện thì sức khỏe như thế nào vậy bác? Tình hình mình ăn thuốc thì có rất là nặng, hầu như là tiên lượng không có đáp ứng những cái điều trị mà hồi sức hiện tại, tiên lượng là tử vong nếu mà không được can thiệp mà cái phương pháp ECMO này cấp cứu cho con. Thì sau quá trình hồi sức tích cực và dùng biện pháp ECMO hỗ trợ nhiều tim cũng như phổi thì diễn tiến của bệnh nhân cho tới nay thì có đáp ứng được nhiều và cô có tỉnh lại. Tuy nhiên do cái tình trạng phổi đó cũng còn chưa tốt và còn viêm phổi nên có được xài an thần để cho ngủ để tránh mất sức và giúp cái phổi cải thiện hơn. Bệnh nhân khi mà vô viện thì không biết sao nguyên nhân mà lại bị ngưng tim lúc sinh vậy bác? Thì trước có mổ ở dưới Đồng Tháp á, thì mổ lần đầu rồi có tình trạng là nó có nhiễm trùng ối, sau đó thì có chảy máu băng huyết sơ sinh á, mất máu nhiều, mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện Đồng Tháp hồi sức tích cực, tuy nhiên diễn tiến do tình trạng nhiễm trùng và mất máu diễn tiến nặng. Thấy đây là trường hợp rất là nặng, tiên lượng ở dưới người ta không đủ phương tiện để hồi sức, người ta chuyển lên trên bệnh viện Chợ Rẫy mình. Thì lên trên đây thì với những cái phương tiện mà có thể hồi sức được bệnh nhân thì cho tới thời điểm này thì bệnh nhân đã tạm thời qua được cái giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại tri giác bệnh nhân cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì huyết áp thì mặc dù cải thiện nhưng vẫn còn thấp và cái phổi của cô thì vẫn còn viêm. Chức năng tim thì có phục hồi và chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi cái tình trạng nhiễm trùng. Như vậy là hôm nay là bệnh nhân nhập viện ngày thứ tư đúng không bác? Dạ. Và là ngày thứ tư chạy ECMO luôn. Dạ đúng rồi, cô nhập viện thì sau khoảng 12 tiếng thì thất bại với đáp ứng điều trị hồi sức thì được tiến hành hôm nay là ngày thứ tư hồi sức với phương pháp này. Dạ như vậy thì với cái tiên lượng điều trị như hiện tại thì có khả quan không để mà nói rằng là bệnh nhân có thể tỉnh lại, khỏe lại và sinh hoạt như người bình thường ạ? Về thật sự thì cái phương pháp can thiệp này nó mình can thiệp rất là xâm lấn, nói như là nó sẽ có nhiều cái nguy cơ xảy ra trong lúc mình điều trị. Tuy nhiên thì cho tới thời điểm hiện tại thì mình là bệnh nhân có tỉnh lại. Trong những ngày khám trước thì bệnh nhân có hợp tác. Tuy nhiên thì hiện tại do cái tình trạng phổi còn xấu nên đang được duy trì an thần để giúp điều trị cái phổi. Như vậy thì việc chạy ECMO trong nhiều ngày như vậy chắc chắn là cái viện phí nó sẽ lên cao đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đây là một cái kỹ thuật cao và những cái chi phí liên quan tới việc điều trị và theo dõi cũng rất là tốn kém. Ngoài ra bệnh nhân còn điều trị với lại kháng sinh nữa nên chi phí cho bệnh nhân nó phải nằm trong khoảng mười mấy triệu tới 20 triệu một ngày tùy cái tình trạng diễn biến. Chúng tôi đang theo dõi sát cái tình trạng nhiễm trùng để điều chỉnh phù hợp với tình trạng kháng sinh của khoa cũng như là cho bệnh nhân. Thì chức năng phổi thì đánh giá là có cải thiện, chức năng tim có cải thiện, mà do
tổn thương phổi nó nhiều quá thì cái này thì mình phải theo dõi sát để có những cái biện pháp điều trị phù hợp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và chắc là nếu như theo bác sĩ đó thì mình cũng chưa biết là ngày nào bệnh nhân có thể khỏe lại và xuất viện ạ. Chúng tôi hy vọng là bệnh nhân này với sức trẻ và còn gia đình chờ đợi thì chúng tôi cũng rất là tích cực, hy vọng là bệnh nhân sẽ sớm hồi phục. Tất nhiên thì mình cũng phải theo dõi sát. Sẵn thì em cũng hỏi luôn, vào năm ngoái thì em có đến khoa để làm một cái trường hợp cũng là một bệnh nhân sản phụ ngưng tim ngay sau sinh. Thì cái trường hợp đó sau đó bệnh nhân sống nhưng mà bây giờ thì hiện tại là vẫn chưa có cử động được hoàn toàn. Thì không biết là cái tiên lượng cái ca này nó có khả quan hơn ca kia không ạ? Thì cho tới thời điểm hiện tại á, thì bệnh nhân này thì như đã trình bày trao đổi chia sẻ trước thì bệnh nhân là hợp tác lại, tỉnh lại. Thì cái này thì tiên lượng rất là tốt về cái mặt của thần kinh. Tuy nhiên là do quá trình chạy này nó cũng có nhiều cái biến cố nó xảy ra nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thôi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ về những cái chia sẻ của mình ạ. Anh Bình, anh nghe bác sĩ nói chưa ạ? Dạ. Thì bây giờ cái cảm giác của anh sau khi mà nghe bác sĩ thông tin là như thế nào ạ? Dạ, nghe bác sĩ nói có cơ hội bình phục thì em cũng rất là mừng. Rồi mình bác sĩ nói là 20 triệu một ngày đó thì mình sẽ lo, mình sẽ tìm cách mình lo tiền như thế nào? Dạ, không biết lo sao nữa thì cũng gắng nhờ mấy mạnh thường quân giơ tay cũng giúp cho cả vợ em cũng không biết sao. Ừ. Rồi bữa giờ là tiền bạc là cạn kiệt hết rồi hả? Dạ. Là mượn ở nhà 17 triệu hả? Rồi mượn không tới giá đó, mượn với lại tiền anh em đi góp cho. Dạ. Rồi ăn uống bữa giờ sao, hết tiền rồi sinh hoạt ăn uống ở đây bệnh viện sao? Ăn thì xin cơm cháy thôi. À, có mình anh lên đây lo cho vợ thôi hả? Không, có mẹ vợ nữa. À, có mẹ vợ nữa ha. Dạ. Mẹ vợ ở dưới hả? Dạ. Rồi mấy ngày nay là cứ một ngày được lên thăm mấy lần? Dạ, được một lần ạ. Ngày lên thăm một lần, buổi chiều hả? Buổi chiều 3 giờ. Dạ. Bây giờ cái mong muốn lớn nhất của anh là gì anh Bình? Sao vợ em nó khỏe lại. Dạ. Về bình thường với gia đình. Hai đứa con nhỏ, một đứa mới sinh. Mẹ nó mất đi thì cũng khổ cho mấy đứa nhỏ. Rồi mẹ đi là coi như là không có sữa mẹ rồi, ở nhà đó phải bú sữa bình đúng không? Dạ. Cũng ảnh hưởng, nó mới có 1,8 kg nữa là là bệnh viện ở dưới là đang phải cũng cho uống sữa bình như đó, nuôi trong lòng ấp đúng không? Dạ. Mà mình gửi sữa vô lúc chuyển lên đây thì em có gửi hộp sữa cho nó rồi. Dạ. Rất là thương cái hoàn cảnh của anh thợ hồ này, ba đứa con nheo nhóc ở nhà, lớn nhất mới 12 tuổi, còn vợ thì đang nguy kịch không biết ngày nào tỉnh lại. Viện phí đến thời điểm hiện tại sau 4 ngày mỗi ngày 20 triệu thì bây giờ đã hơn 80 triệu rồi, và chắc chắn sẽ còn lên nữa khi mà bệnh nhân trong cái tiến trình hồi phục chậm như thế này. Anh còn mấy phút anh gọi anh tranh thủ anh thăm vợ đi ha. Dạ. Anh thăm vợ, anh nói chuyện với vợ, anh động viên cho vợ mau khỏe lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Những hình ảnh rất là đau lòng và chúng ta không ai mong muốn có những cái gia đình tan tác vì bệnh tật như thế này. Mọi người ơi, giúp họ đi ạ. Tỉnh lại đi về nhà. Anh Bình ơi, hôm nay em đi gấp, em cũng có mang nhiều tiền thì anh cầm đỡ giúp em nha. Dạ, cảm ơn. Thì cái này động viên anh một xíu thôi. Dạ. Thì em sẽ cố gắng em kêu gọi huy động bằng tất cả khả năng mình cho mọi người biết đến cái trường hợp của anh. Dạ. Để mà
cứu vợ chồng anh ha. Dạ, dạ. Xin nhắc lại đây là cái trường hợp ngưng tim lúc sinh của chị Võ Bảo Cúc, và con gái của chị thì mới sinh có 4 ngày tuổi thôi, hiện đang phải nằm trong lòng ấp ở một cái bệnh viện địa phương ở Đồng Tháp, còn người mẹ thì nguy kịch, đang phải chạy ECMO nhiều ngày nay với chi phí rất là đắt đỏ và bệnh nhân vẫn còn hôn mê đây ạ. Chồng của chị Cúc là anh Thanh Bình làm thợ hồ. Anh Thanh Bình năm nay là sinh năm bao nhiêu anh? Dạ em sinh 1985. Dạ 1985. Dạ. Vợ 1989 là tức là anh lớn hơn vợ 4 tuổi ha. Dạ. Dạ. Anh Bình làm thợ hồ chỉ một ngày chỉ có 250.000 và bây giờ phải lo cho vợ ở trong bệnh viện nghỉ làm rồi. Mong muốn lớn nhất bây giờ của anh là gì anh Bình? Lớn nhất thì mong sao cho vợ em tỉnh càng khỏe, càng mau càng mừng. Thế nên nằm đây hoài thì cũng nó không được tốt cho mấy. Về nhà bà già rồi còn hai con nhỏ nó bỏ dưới. Hai đứa nhỏ ở nhà và một đứa ở trong bệnh viện là ba đứa đúng không? Cả ba đứa con gái hết luôn đúng không? Còn mẹ già ở nhà nữa. Mẹ già là bao nhiêu tuổi? 76. À, là mẹ anh là phải lo cho hai đứa nhỏ ở nhà. Dạ. Thì nhà thì có em với vợ em thì lao động chính thôi. Ừ. Vợ em mặn phụ em. Xin nhắc lại, hoàn cảnh rất là thương tâm này cần cái sự chung tay của cộng đồng. Mong là mọi người có thể cố gắng nhịn một cái bữa ăn sáng hay là một cái ngày lương nào đó có thể giúp cho vợ chồng họ qua được cái cơn nguy kịch này, giống như là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tuyết Mai năm trước đã giữ được mạng sống nhờ cái sự chung tay của cộng đồng. Anh Bình, anh đọc số điện thoại của mình cho mọi người được biết ha. Dạ 0962 337 108. 0962 337 108, số điện thoại của anh Nguyễn Thanh Bình. Và về số tài khoản thì em sẽ đính kèm số tài khoản của phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh ở dưới cho mọi người tiện nếu mà mọi người không có đến trực tiếp được nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi những cái clip của Hoàng Lê. Thân chào mọi người.